Rồi, nếu không thì chúng ta có thể tách tiếp rồi. Rồi. Hoàng Văn Trung cho 79. À, rồi anh này mãi được mày trẻ tiếp theo. Anh này của anh là 78 đúng không? Hoàng Văn Trung. Cũng không còn xa. Rồi. Ta xem lý lịch một chút nào. Nhân viên kinh doanh công ty gạch men Sao Đỏ, nhân viên kinh doanh công ty New Hà Nội, trợ lý giám đốc. Rồi à, 2010 là nhảy về Pháp về phó giám đốc luôn. Tức là đi sau sau chú này rồi, về đến 17 chú ấy, à đến 20 này thôi. Đúng rồi. Đây là giám đốc của bên Luceco. Đi sau ngay chỗ kia. Wow, liên quan đến thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản. Rồi đúng không? Năm rồi mới bổ nhiệm. Ok. Rồi nhưng mà chúng ta thử xem là như nào. Rồi có một cái cơ cấu gọi là cơ cấu là thử xem cơ cấu của họ như nào nhé. Nam thì 60 và nữ thì 10% đúng không? Cũng bình thường đúng không? Rồi, cái này cần chữ thôi đúng không? Mình phải phẩy phẩy vậy. Rồi, đấy, hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội đúng không? Rồi, hai mấy năm rồi. Rồi. Rồi này chúng ta đến tình hình tài chính luôn rồi. Thế vừa rồi thì cũng có báo cáo chính quý 1 rồi thì phải. Đây rồi, đúng không? Và mình sẽ bật luôn cả cái báo cáo kiểm toán năm để chúng ta có cái view về cái này luôn nhá. Hôm nay chắc là khả năng sẽ là một buổi ngắn, đúng không? Mình đã khoảng nửa tiếng rồi đấy. Để chia làm hai. Nó muốn là 1 tỷ đô nhưng mà không nói năm nào đúng không, lại hơi phí. Ở năm vừa rồi thì đương nhiên là tuyệt vời rồi, tài sản thì nhích nhẹ đúng không, doanh thu rất mạnh và lợi nhuận là cực mạnh. Rồi chúng ta liếc qua tí tài chính gọi là sơ bộ nhá, đúng không, chưa ghi nhận gì cả. Chúng ta sẽ đánh giá sơ bộ xem năm 20 như nào và quý 1 vừa rồi như nào. Chính dưới 10.000 và tài sản lớn nhất đây chính là tài sản cố định 1.500, 1.400, chưa kể có đang dở dang 700, như vậy là phải đến hơn 5.000, 5.001, 5.002 rồi. Như vậy hơn một nửa là có liên quan đến tài sản cố định, chính là các cái nhà máy đúng không, các khu nuôi trồng. Còn lại là hàng tồn kho đúng không, 3.300. Như vậy là xét về mặt gọi là tài chính đúng không? À, trong đó thì phần tài sản thì gần như là kết cấu ở hai vấn đề đây, chính là tài sản cố định đúng không, và kho thứ mà chúng ta đáng chú ý nhất. Năm rồi giá lợn tăng tuyệt vời rồi. Năm nay chỉ cần duy trì đúng không, hoặc là giảm nhẹ một chút so với bình quân năm ngoái là cũng là tuyệt vời luôn đúng không? Chúng ta kỳ vọng ở đây. Ở đây thì bên phía này thì chúng ta có vốn chủ là 4.000 này, vay dòng ở đây là 3.300 đúng không? Không biết là trên tiền mặt có nhiều không? Có 200 thôi. À không, đây có 500 nữa, nhưng mà là có 700 tiền mặt. 700 tỷ tiền mặt mà ở dưới đang vay dòng khoảng gọi là 3.400. Như vậy tính ra là vay khoảng 2.600, như vậy là bây giờ tài chính là tốt hơn rất nhiều rồi đúng không? Mình nhớ năm ngoái có cái dạo là vay nhiều hơn vốn. 3.200 là 4.600. 46 đây 600 4.000. Như vậy là đầu năm 20 là vốn chủ 3.000 là vay 4.000. Nhưng đến cuối năm đúng không, sau khi lợi nhuận bật lên và giảm bớt nợ đúng không, vốn chủ bây giờ là 4.200 và còn vay dòng có 2.600 thôi đúng không? Như vậy là tài chính bây giờ là cũng là liên quan đến nguồn đúng không?
là có vốn chủ và vay, đúng không? Và đặc biệt ở đây là vay là đang nhỏ vốn chủ. Thường thường thì một công ty mà được coi là mình rất hay thích cái phân khúc là công ty vốn chủ khoảng 1.000 tỷ, đúng không? Và vay khoảng 5 đến 700 tỷ. Tức là không phải lớn quá để gây rủi ro. Nhưng không vay thì đương nhiên là lợi nhuận sẽ tăng chậm. Do đó là làm sao vay ở mức độ khoảng nửa vốn chủ là rất là đẹp. Thì hiện nay là Dabaco đang ở cái trạng thái đấy, đúng không? Một trạng thái gọi là vừa kích thích được lợi nhuận tăng lên, đúng không? Doanh số tăng lên nhưng mà đồng thời là không quá rủi ro. Và trạng thái tài chính gọi là lý tưởng. Đặc biệt là trong năm vừa rồi là công ty đã lợi nhuận rất lớn, nên là tài chính nó có thể sẽ và uy tín, đúng không? Xét để vay ấy, là sẽ tăng lên, đúng không? Đúng không? Công nợ phải thu có 400 thôi, đúng không? Rất ngon, mà bên trong khi bên phải trả tận ngàn. Như vậy là bên công nợ là tốt, đúng không? Không cần phải tính. Rồi. Rồi năm rồi thì chắc là biên lãi gộp thì đỉnh cao rồi. Xưa cái này thì có 10, chắc này chỉ 14 15%, đúng không? Đến đây là 25 rồi, đúng rồi, giá lận tăng. Thế còn vận hành thì cũng tăng chút rồi, đúng không? Nhưng mà không tăng theo tỷ lệ tương. Vay thì nhích nhẹ. Như vậy là mọi thứ đều tốt. Cuối cùng thì là thuận thuần và là chuyển số thuế, và số thuế là tăng vọt lên. Đúng không? Vậy chúng ta bỏ qua cái chuyện năm năm ngoái nhá, chúng ta vào quý 1 năm nay xem nhận nhá. Rồi. Vẫn thế đúng không? Hàng tồn kho thậm chí còn nít lên một chút. Giá giáo định vẫn ở quanh đấy đúng không? 1.300. Và trong kỳ thì không có một cái gì được cạnh tranh thêm cả đúng không? Nguyên giá nó nhích lên có mười mấy tỷ thôi, chắc là sửa chữa gì đấy. Giờ răng cơ bản thì nhích lên một chút là khoảng 800. Như vậy về cơ bản là tài sản là không có thay đổi gì đặc biệt cả. Phần phiên nguồn nhá. Phải trả thì bán thì giảm đúng không? Nhưng mà chắc là bên vận ứng phải thu, đúng rồi, phải thu có 400 thôi đúng không? Như vậy là mình thấy cái phần liên quan đến phải thu của Dabaco là rất đặc biệt đúng không? Rất ok, không bị đơn là nhiều. Như vậy là cái nét này chỉ giống là pha 3.600 ở trên có 800 đúng không? Như vậy là 2.800, như vậy là cũng được, ok. Nói chung là doanh nghiệp thì phải nên vay thôi, chứ không phải là cứ thừa tiền là tốt, vay vừa phải. Nó giống như cái chuyện là đầu tư tài chính đúng không, vay margin đúng lúc cũng là một cách, nhưng mà ít người làm được, hầu hết là chỉ thích full thôi, đúng không? Hoàng Anh nhanh người kiếm tiền cho nó hào hào, thực ra làm như thế thì chỉ chết nhanh thôi chứ không có báo ở gì cả. 2.400, thế còn thực ra là nếu mà không kiểm soát được thì tốt nhất là không vay, đó là nhỉ. Như thế là an toàn nhất và nhẹ nhàng, đầu óc không lo đâu. Nếu mà vốn nhỏ thì nên đi đấy. Còn nếu mà sau này vốn lớn đúng không, bạn tập trung vào cái việc đầu tư nữa thì có thể đấy, bạn có vay nhẹ đúng không? Có vài tỷ rồi thì đánh chỗ đấy. 2.300 đến 2.400 đúng không? Như vậy là nhích nhẹ. Bên anh gộp thì cũng nhích, như vậy là khả năng là quý 1 năm nay là vẫn không có gì thay đổi cả, đúng không? Đẹp trai. Và mình nhớ là ngày xưa ấy, hồi những năm 19 thì rất là chậm, đúng không? 18 thế nào cũng thế, nó thỉnh thoảng mới được pha lợi nhuận hơn 100 tỷ một quý thôi. Hồi đấy cứ khoảng 1.900, đúng không? 1.400, 1.900. Đây, đúng không? Nói chung là nó cũng tăng dần. Và điểm đặc biệt nhất là bắt đầu từ quý 4 năm 19 là lợi nhuận bắt đầu gọi là bốc khói lên, đúng không? Rồi, này đúng không? Đây đến quý 1 còn nữa, đúng không? Sau khi giá lợn bọt lên. Rồi, đúng không? Đến đây là bắt đầu thấy có vẻ doanh thu vẫn đang nhích dần lên, đúng không? Đúng cao. Hôm nay thì quý 1 cũng vẫn đi một chút, đúng không? Như vậy là đều xuôi. Xuôi, 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 xuôi. Chi vận hành này thì mình cho là vẫn thấp đúng không? Tăng nhẹ không đáng bao nhiêu và gần như là ăn hết vào lãi gộp và lãi thuần. Đúng rồi, đúng không? Như vậy là xét chung thì đây là 20 nha. Là đều đang đang tốt đúng không? Hành chuẩn. Không có thay đổi gì.
giữa quý 1 của năm 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 20 à, quý 1 của năm 21 và so với toàn năm 20 đúng không? Mình thấy là không có gì thay đổi cả đúng không? Như vậy tài chính là như vậy. Rồi, ở đây kêu phấn đấu 1 tỷ nhưng mà chẳng biết năm nào đúng không? Mình cũng đặt 2023 chẳng hạn đúng không? Đấy thì được. Chắc đến giờ phút này thì tài chính của Dabaco đúng không? Chắc là ok rồi. Tài sản ngắn là 4.300, dài 1.500. Trên 5.100 ok rồi, chắc không có gì phàn nàn. Nó 1.0 đúng không? 1.1. Rồi đến giờ này nợ thì giảm dần đúng không? Đều giảm dần. Đúng rồi, đúng không? Riêng về cái cơ cấu vốn này đã tốt lên rất nhiều. Vòng quay thì nhanh một chút, thu tài sản nhích lên, mọi thứ đều tốt lên. Số tiền thôi gần tăng lên 13, 18. Rồi, nói chung là cơ bản năm rồi là nhuận tăng nên là mọi thứ nó đều xuôi. Ôi, cái này khó nhìn nhỉ. Rồi đúng không? Mình bỏ qua chuyện này nhá. Vì nó vậy xem từ chi tiết bên kia rồi. Cổ đông, đúng không? Chúng ta đến cổ đông xem nó văn nghệ hoặc là cảnh nào nhá. Cổ đông lớn trên trên 5% đúng không? Tại danh sách tại ngày 17 tháng 9. Ủa sao lại quái nhỉ? Mấy ông chốt cái gì? À chốt cổ tức đúng không? Không lấy cái chốt cổ tức gần đây. Ừ. Hơi xa nhỉ. Thôi rồi đúng không? 18 cổ đông nhỏ dưới 1% là 52. Ừ. Từ từ. Tất nhiên đây đang tính trong nước, nước ngoài người ta không cần bao nhiêu cả. Đúng không? Rồi. Thế thì các cổ đông mà cầm từ 1 đến 5% là tương đối nhiều. 18 30%. Xem ai đang cầm 30 à đang cầm trên 5%. So cầm một ao so đã mười mấy rồi chứ không còn ai. Nhưng đây là danh sách cà phép nó chưa chắc là đúng. Rồi tháng 9 năm ngoái, tháng 8 năm ngoái toàn thấy bán thôi. Đúng rồi, bán không ai mua cả. Quỹ này bán này tháng 6 chắc luôn là lần cao rồi, năm mấy rồi. Rồi em ông so bán. Rồi em ai năm ngoái anh bán nha. Như vậy là đúng rồi. À đây hồi năm 17 không có gì. Năm 20 cơ, không là đây đây ông là bán tháng 4 năm 20 này, bắt đầu. Còn cái đoạn khúc sẽ bắt tháng 1. Từ từ đúng không? Sao lại quá nhỉ? SSI mà lại bán tháng 1. Đây là có hai phiên 2 triệu này. Rồi mình hiểu rồi đúng không? Năm ngoái thấy bên DHC đúng không? Đông Hải Bến Tre cũng cũng như thế, đúng không? Đài cũng bán kiểu đấy. Bán trước khi nó tăng. Rất kỳ quái. Về đây là có một cái truyền thống gọi là trước khi cổ phiếu cầm thì cổ phiếu rất lâu rồi, nhưng trước khi cổ phiếu tăng mạnh thì phi ra đúng không? Còn theo như gọi là đánh giá của mấy anh em thì đấy gọi là biến của chung thành của riêng đấy. Thế là không ổn rồi. Vậy là sau này ai cầm ai ai, ai cầm cổ phiếu AI đúng không? Đầu tiên AI là phải thận trọng với cái trò ma quái này. Họ luôn tìm cách là những cổ phiếu cực ngon đến lúc sắp ngon thì bán đúng không? Bán trước mấy tháng. Rồi. Thực ra là họ ở trong ngành chắc là họ không phải nắm được chứ không
Không, à, họ là cổ đông lớn của công ty, họ không phải nắm lời, không có lý do gì là không biết cái này. Như vậy là trục trặc một chút đúng không? Đấy là chuyện ngoài lề thôi, chứ không phải là của bên, không phải bên Đào Cổ. Đúng không? Nhưng các quỹ bán năm ngoái tháng 4, tháng 6 là cũng cũng nét rồi. Đúng không? Vậy là cũng là... Rồi mình cho nó ra đây nhá. Một ngày là chúng ta sẽ phải có quả chứ đánh cái này thì chết. Đúng không? Cổ đông từ 15% là khoảng tầm 30 trong công ty. Vậy là những cổ đông hóa dạng vừa vừa là khá lớn. Đúng không? Cổ đông vừa đúng không? Từ 1 đến 5%. Nước ngoài thì cầm rất ít, đúng không? Rất đặc biệt. Hầu hết là cá nhân đúng không? 75% cá nhân. Rồi đúng không? Mình bỏ qua chuyện cổ đông. Rồi.